Xin chào các bạn. Tuổi thơ trong mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng rất quen thuộc với loài hoa xuyến chi. Loài hoa mang vẻ đẹp hoang dại nhưng cũng đầy quyến rũ. Ngoài ra, cây xuyến chi còn được sử dụng như một loại thảo mộc tự nhiên, có trong các bài thuốc dân gian dùng để chữa bệnh. Thành phần trong cây xuyến chi có kẽm, magie, sắt, phốt pho, canxi, vân vân, rất tốt cho sức khỏe. Hoa xuyến chi sau khi phơi khô còn được dùng như một thức uống làm thanh mát cơ thể. Ngọn cây xuyến chi dùng để làm thức ăn. Trong đó, hai món ăn phổ biến đó là ngọn xuyến chi xào tỏi và canh xuyến chi. Cách làm hai món này cũng rất đơn giản. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách làm món ngọn cây xuyến chi xào tỏi. Bạn sẽ có thêm một món lạ mà ngon từ thiên nhiên trên bàn ăn của gia đình mình. Bạn hãy theo dõi hết video nhé. Để làm món ngọn cây xuyến chi xào tỏi thì đương nhiên nguyên liệu đầu tiên phải là ngọn cây xuyến chi. Chúng ta sẽ hái những ngọn non của cây xuyến chi. Ngọn cây xuyến chi sau khi hái về chúng ta cần rửa sạch, vì cái loại cây hoa này cũng giống như các loại rau khác đều có bụi bẩn và những con côn trùng còn bám lại, cho nên chúng ta cần phải rửa sạch. Chúng ta sẽ cho cây xuyến chi vào một cái chậu và thêm một thìa muối, xả nước vào để cho nó ngập cây, ngập rau xuyến chi. Và chúng ta sẽ để ngâm rau xuyến chi trong khoảng 5 phút. Sau đó, chúng ta sẽ rửa lại nhiều lần bằng nước sạch. Chúng ta chuẩn bị một lượng tỏi, sau khi bóc vỏ, rửa sạch, chúng ta sẽ đập dập tỏi ra. Hôm nay tôi chuẩn bị cái lượng tỏi cũng hơi nhiều, vì tỏi không chỉ là một loại gia vị thiết yếu trong nhà bếp mà tỏi còn giúp làm tăng hương vị cho món ăn. Nó còn có nhiều tác dụng khác như trong việc phòng điều trị bệnh tim mạch, ung thư, nhiễm trùng xương khớp và chống cảm cúm, nên ăn tỏi rất tốt cho cơ thể. Sau khi đập dập thì chúng ta băm tỏi ra, băm hơi to, không cần phải băm nhỏ quá. Cho tỏi ra một cái đĩa để chúng ta sẽ dùng sau. Chúng ta sẽ đun sôi một nồi nước để trần qua cái rau xuyến chi cho mềm. Vì cái rau xuyến chi này nó hơi khô và cứng nên chúng ta trần rau trước khi xào, rau sẽ mềm và ngon hơn. Khi rau xuyến chi sôi lên, chúng ta đảo lại một lần nữa. Nó sôi lại thì chúng ta vớt ra một cái đĩa. Cho một cái chảo lên bếp làm nóng chảo, rồi cho một lượng mỡ vào. Với cái rau xuyến chi này chúng ta xào mỡ sẽ ngon hơn là xào dầu. Cho 1/3 cái lượng tỏi đã chuẩn bị vào chảo để phi cho nó thơm lên. Khi tỏi thơm rồi, chút hết cái phần rau xuyến chi đã trần vào để xào. Chúng ta xào to lửa, đảo nhanh tay.
cho một thìa dầu hào và một chút bột canh. Đảo đều lên cho rau ngấm gia vị. Hãy like nếu bạn thấy video này hữu ích và nhấn nút subscribe. Mỗi lượt like và comment của bạn là nguồn động viên lớn nhất cho tôi. Hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết nhé. Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian cho tôi. Khi rau đã chín rồi, chút hết cái phần tỏi còn lại vào, đảo đều lên. Cho rau ra đĩa là chúng ta đã có thể thưởng thức được rồi. Bạn hãy tự cảm nhận về món ăn này và hãy viết cảm nhận của mình vào phần comment của video nhé. Chúc bạn và gia đình có những bữa ăn ngon miệng. Click vào ảnh đại diện của tôi để xem nhiều video ẩm thực hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại bạn ở những video sau, tôi sẽ chia sẻ chi tiết về công dụng chữa bệnh của cây xuyến chi.